Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một thư viện game trên máy tính như thế này. Các bạn có thể thêm những tựa game mà các bạn thích chơi ở đây, như vậy sẽ cực kỳ tiện lợi mỗi khi các bạn muốn chơi một trò chơi nào đó. Trông giao diện như thế này cũng khá gọn gàng và đẹp mắt phải không các bạn? Hi hi! Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm những phần mềm mà các bạn hay sử dụng vào đây, chẳng hạn như CapCut để edit video giật giật. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt lên nhé, trình duyệt nào cũng được. Sau đó, các bạn gõ blainite.link vào mục tìm kiếm. Đây là trang web chính xác, các bạn nhớ kiểm tra thật kỹ để tránh tải nhầm virus về máy nhé. Khi các bạn vào trang web thì các bạn sẽ thấy phần download như video, các bạn bấm vào đó để tải về. Khi cài đặt phần mềm, các bạn có thể bấm vào option để chọn ổ đĩa mà các bạn muốn lưu. Trong trường hợp của mình thì mình sẽ để mặc định nhé. Sau khi cài xong thì mọi thứ sẽ trông như thế này, các bạn bấm Next là được. Tại đây nó sẽ hỏi các bạn thư viện game mà hiện tại các bạn đang sử dụng. Nếu các bạn không dùng cái nào trong đây thì các bạn có thể bấm Next để bỏ qua. Mình dùng Steam và Epic vậy nên mình sẽ tích vào hai cái đó. Các bạn bấm Next. Tại đây các bạn để nguyên như vậy và tiếp tục bấm Next. Bấm vào Finish. Ok, vậy là tải xong được phần mềm rồi. Các bạn đợi nó thêm game từ Steam và Epic vào là được. Đây là giao diện sau khi nó đã thêm xong, nhìn khá gọn gàng phải không? Các bạn có thể thêm những tựa game mà các bạn yêu thích vào trong đây và xóa biểu tượng ở ngoài màn hình máy tính đi. Như vậy máy tính của các bạn sẽ gọn gàng hơn chứ không phải như ổ chuột. Hi hi! Để chuyển ngôn ngữ sang tiếng Việt, các bạn bấm vào biểu tượng tay cầm ở góc trái màn hình, vào mục cài đặt và chọn ngôn ngữ. Tại đây, nó sẽ yêu cầu bạn cần khởi động lại Blainite, các bạn bấm OK là được. Xong, đã có tiếng Việt. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách thêm những trò chơi mà các bạn tải trên mạng về. Các bạn bấm vào biểu tượng tay cầm ở góc trái màn hình, sau đó tại phần thêm trò chơi, các bạn chọn vào phần tự động quét. Bấm vào quét thư mục và chọn đúng đường dẫn đến nơi các bạn lưu game. Bấm vào Select Folder. Tại đây thì các bạn chỉ cần tích chọn vào thư mục các bạn mở game lên là được. Bấm vào thêm trò chơi. Như vậy là các bạn đã có thể thêm được một trò chơi vào trong thư viện rồi nhé. Để thêm ảnh nhìn cho đẹp thì các bạn bấm vào cây bút để chỉnh sửa giống mình. Tại phần đa phương tiện, các bạn có thể nhìn thấy ảnh bìa hiện đang không có, các bạn có thể thêm ảnh bìa cho nó tại đây. Tìm kiếm và lựa chọn bất cứ ảnh nào các bạn thích nhé. Ảnh này kích thước không chuẩn nên bị lỗi, mình sẽ chọn ảnh khác. Bấm lưu là xong. Ok, vậy là được rồi. Các bạn có thể làm theo cách này để thêm bất cứ trò chơi nào các bạn tải trên mạng về. Và tại phần cây bút, các bạn có thể thay đổi tên game cũng như là thêm cho nó một số thông tin chẳng hạn như thể loại game là gì, nhà sản xuất là ai. Sau khi hoàn tất, các bạn có thể bấm vào nút bắt đầu hoặc biểu tượng play kế bên chữ Y trên ảnh để mở trò chơi. Như vậy là xong rồi. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm Free Fire và những game trên điện thoại vào đây nhé. Đầu tiên các bạn mở Blue Stack lên. Nhấn giữ vào tựa game các bạn cần thêm và chọn tạo lối tắt trên màn hình. Các bạn sẽ cần biểu tượng này để thêm trò chơi vào Blainite. Bấm chuột phải và chọn Blainite. Các bạn thấy mục target chứ? Copy toàn bộ mục target giúp mình nhé.
Sau đó các bạn vào Blanite, bấm vào tay cầm, thêm trò chơi và bấm vào phần tự tay thêm. Các bạn có thể đặt tên game cho nó tại đây. Sau đó vào phần đa phương tiện để chọn ảnh nền cho nó. Free Fire cũng có nhiều ảnh đẹp phết. Vì Moco là nhân vật mình chơi nên mình sẽ chọn ảnh Moco. Và tại phần quản lý thao tác, các bạn bấm vào thêm hành động, sau đó các bạn dán phần target mà các bạn đã copy lúc đầu vào mục tham số. Tiếp theo các bạn chọn đường dẫn để mở thư mục Blue Stack hoặc trình giả lập mà các bạn đang dùng. Những bạn đang dùng Blue Stack cứ làm y hệt như mình là được nhé. Ở phần tên này thì các bạn cứ đặt theo sở thích của các bạn là được. Bấm lưu là xong. Bây giờ mình sẽ chạy thử Free Fire cho các bạn cùng xem nhé. Các bạn có thể thấy mình chỉ cần bấm vô là nó tự mở Free Fire cho mình luôn. Ok, vậy là xong. Các bạn có thể làm theo cách này để thêm bất kỳ trò chơi mobi nào vào thư viện nhé. Đối với Liên Minh, Valorant, FIFA, các bạn làm tương tự. Copy mục target. Bấm vào biểu tượng tay cầm, thêm trò chơi và tự tay thêm. Đặt tên cho game. Bấm vào quản lý thao tác và chọn thêm hành động. Nhớ nhé, hãy dán phần target mà bạn đã copy vào mục tham số, sau đó chọn đường dẫn đến với launcher mà các bạn cần để mở game. Giả sử các bạn chơi Liên Minh thì chọn đường dẫn đến với Riot, còn các bạn chơi FIFA thì các bạn chọn đường dẫn đến Gazena. Bấm vào Open là xong. Quên mất, các bạn bấm vào phần đa phương tiện để chọn ảnh nhé. Ok, mình thấy hình kinh rất này có vẻ hợp nên mình sẽ chọn làm ảnh nền. Những bạn chơi game trên Ubisoft hoặc EA các bạn cũng làm tương tự theo cách này nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm những trò chơi giả lập mà các bạn chơi trên Semu hoặc Zuzu. Chẳng hạn như The Legend of Zelda hoặc Xenoblade. Các bạn tiếp tục bấm vào tay cầm giúp mình, tại phần thư viện, các bạn chọn cài đặt giả lập. Hoặc bấm tổ hợp phím Ctrl T cho nhanh hi hi. Sau đó bấm vào thêm. Tại đây các bạn có thể đặt tên cho giả lập mà các bạn dùng, chẳng hạn như Semu, Zuzu, Dolphin. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm nhiều giả lập khác nhau nếu các bạn sử dụng nhiều hơn một giả lập. Tại phần thư mục cài đặt, các bạn chọn đúng đường dẫn đến thư mục giả lập của các bạn. Chọn Select Folder. Tại phần hồ sơ thì các bạn bấm vào thêm và chọn Default. Tại phần nền tảng là Nintendo Quizu, nếu các bạn xài giả lập khác thì phần nền tảng có thể sẽ khác. Chẳng hạn như PlayStation 2, các bạn cần ghi nhớ phần nền tảng này để xíu nữa thêm game các bạn chọn cho đúng nhé. Tiếp theo các bạn bấm vào tay cầm, tại phần thêm trò chơi sẽ có mục trò chơi giả lập, các bạn bấm vào đó. Sau đó các bạn bấm vào thêm máy quét. Chọn đúng trình giả lập và hồ sơ các bạn vừa thêm vào, tại phần nền tảng các bạn nhớ chọn đúng nền tảng trong hồ sơ mà các bạn đã ghi nhớ lúc đầu nhé. Trong trường hợp của mình là Nintendo Quizu nên mình sẽ chọn Nintendo Quizu. Tiếp theo các bạn chọn đúng đường dẫn tới thư mục giả lập của các bạn như đã làm ở bước trước đó.
bấm vào bắt đầu quét. Lúc này nó sẽ tự tìm đến game mà các bạn đang có trên giả lập. Các bạn bấm nhập là xong. Vậy là xong rồi, các bạn có thể đổi tên và ảnh đại diện của trò chơi như mình đã hướng dẫn trước đó nhé. Khúc này mình sẽ cắt ghép cho nhanh. Vậy là xong rồi. Nếu thấy video có ích nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn thành công. Hi-ya.